bây giờ Tết rồi, tháng 4 bác sẽ giải quyết. Đã bây giờ gần, không biết nào, gần được 10 cái tháng 4 chưa? Mà bây giờ mùa về hè ăn, năm chật chờ ở đây. Em là con gái của anh Ngọc hay nào? Em là con gái của bố em. Đây là cũng là con, đi theo với ông bà. Đã bây giờ công an nó bắt như vậy đấy, mà con em không được đến trường luôn đấy. Em trẻ củi xong rồi là họ xong rồi. Nó họ đòi bắt em, nhưng mà bố em ra nuôi em lại, công an phải tóm bố em luôn, nó định bắt lại. Giống như ngày trước cũng là ra bố em đánh đất, chắc tấn là kiểu nào. Nó ép cô, nó tra tấn nó dìm chứng cứ luôn đấy. Đứa trước bắt 11 năm cũng không định, nó cả cũng kỳ giấy. Là bây giờ ông ra kêu à, bây giờ cũng chắc là lại như là trước cũng là công an ở Hà Nội nên là nó bắt bố em thì chắc là không biết là này bố em còn xác để nó ra được hay không. Rồi, vừa nãy là có bằng chứng là bố em đang chặt củi đúng không? Dạ vâng. Bố em đang chặt củi thì họ lôi xông vào, anh đang ngồi chạy củi thì xông vào tóm anh lên xe thôi. Tôi đi chống tham nhũng 11 năm nay không được giải quyết đúng người đúng tội đúng pháp luật. 18 cái 3 cái là 4 cái văn bản, 3 cái phiếu chuyển đơn của đại biểu quốc hội gửi lên ủy ban tư pháp hội, đến nay đã 2 năm rồi chưa được giải quyết. Cái mới nhất là cái của ông Dương Trung Quốc là mới nhất được 2 tháng nay, còn cái của ủy ban pháp luật quốc hội thì đến 2 năm nay chưa được giải quyết. Đấy. Mà trong đó thì tôi đã gửi đến 20 cái đơn gửi lên ủy ban tư pháp quốc hội rồi. Bây giờ 2 cái đơn nữa là gửi đi xin kết luận các văn bản của tôi gửi đến cơ quan chức năng đã chuyển đến chỗ ủy ban tư pháp hội nhưng chưa thấy gì. Thế đây tôi lại làm hai cái đơn tố cáo cái ông chủ tịch xã tham nhũng Hoàng Văn Thìn, nguyên chủ tịch xã Văn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội, tham nhũng về tội thiếu nghĩa trách nhiệm, tham nhũng và tội thiếu nghĩa trách nhiệm về tội không thu hồi 8 hectare đất do chủ tàu khai thác vượt lấy 8 hectare đem đi bán lấy tiền sử dụng trong 2 năm 93-94, tính ra tiền 8 hectare nhân 91 triệu nhân 2 năm bằng 1.456 triệu đồng, gửi đến các cơ quan chức năng mà chưa thấy các cơ quan chức năng, ủy ban tư pháp cũng chưa thấy nói gì cả. Nên rất bức xúc, đi chống tham nhũng có phải đòi quyền lợi gì cá nhân mà bây giờ rất bức xúc không được đấy. Đây tôi cho chị xem, đây cho các anh các chị xem các văn bản này. Thế đi lấy cái con đi. Đây là cái các hồ sơ tôi có đầy đủ mà đây giờ cung cấp, để nếu mà tôi tố cáo sai thì chắc chắn là tố cáo của ông Nguyễn Văn Dũng, phó viện trưởng viện kiểm sát nhân thành phố Hà Nội mấy năm nay không thể nói gì. Bây giờ nếu tôi tố cáo sai tố cáo cả ông phó viện trưởng viện kiểm sát, nếu tố cáo sai thì chắc chắn là ông Nguyễn Văn Dũng đấy ra quyết định khởi tố tôi, tố cáo vu khống ông bà Văn Tiền kéo dài nhiều năm rồi. Cô cho hỏi là lúc cái chứng kiến là anh Ngọc đang làm gì mà họ bắt anh Ngọc ạ? Đang bỏ củi. Vâng, anh ba đang bỏ củi. Vâng. Vâng, anh đang bỏ củi chứ không, anh không có chống người thì anh không, không, không. Không có đánh ai. Không đánh ai hết. Vâng. Không có chém ai, đang là bỏ củi họ đến. Họ ập kia họ đun tôi ra cái ập cái nào đắt ông Ngọc rồi. Vâng. Ông ra đây này, họ đánh, đây, đánh tôi đang xông mặt. Cô tên là gì ạ? Cô Trần, cô tên, chồng cô là Trần Văn Ngọc, là Trần Thị Ngà, Thị Vinh.
liên quan là Trần Thị Kim, vợ của anh Ngọc. Đấy, cái chú công an mặc cái áo lông nâu đây, chú đặt tôi đây. Rồi, đặt tôi vào đây. Mà họ bắt con gái của chị thì là anh Ngọc với ra anh kéo vào đúng không? Con gái nhà tôi đứng đây, họ đun ngã vào bố nó cái. Vậy là họ chị ông Ngọc luôn. Vâng, vâng. Và mọi người là vợ ông Ngọc đang ngục chủ, ông Ngọc không có chém ai mà, không có ấy ai hết, không có chỉ ai hết. Tôi đi chống tham nhũng 11 năm nay là không được giải quyết, cho nên là rất chị có báo nào tôi gửi đến thì các đồng phát trực tiếp lên trên các kênh truyền hình mạng xã hội đấy ạ. Các có nói gì mà nói gì? Tôi đi tố cáo chủ tịch ủy ban nhân xã Vạn Phúc, nguyên chủ tịch Hoàng Văn Thìn về tội tham nhũng tổ chức tỉnh ở thành phố Hà Nội. Xã Vạn Phúc ạ, cái làng Vạn Phúc là cái làng đẹp đẹp đấy ạ. Không, Vạn Phúc ở Thanh Trì cơ, không phải Hà Đông đâu. 11 năm nay rồi mà chả thấy gì hết cả. Mà các tên là gì ạ? Tôi là Lê Văn Kiều. Trong khi đó tôi tố cáo cả Nguyễn Văn Dũng bảo kê bao che cho ông Hoàng Văn Thìn, không để khởi tố Hoàng Văn Thìn, không khởi tố vụ án hình sự, nên gửi đến cơ quan, gửi đến người kèm cả với ủy, gửi đến ủy ban tư pháp, mà đến nay 20 cái đơn kiến nghị gửi đến ủy ban tư pháp chưa thấy nói gì. Là hai cái đơn gửi lên, hai cái đơn để tôi nói thì hai cái đơn xin kết luận, giải quyết kết luận những văn bản tôi gửi đến cơ quan chức năng đã chuyển đến ủy ban tư pháp quốc hội, nhưng mà chưa thấy nói gì. Vừa rồi đây tôi lại gửi hai cái đơn tố cáo Hoàng Văn Thìn gửi đến ủy ban tư pháp quốc hội. Đấy, cái đơn này là cái đơn đấy. Cho nên em mong rằng là cái vụ việc của bác sớm được giải quyết ạ. Vâng, sớm được giải quyết cho chúng tôi. Để 77 tuổi rồi. Nhưng mà chả thấy ai có ủng hộ. Lúc đi đánh Mỹ thì được toàn đảng toàn dân ủng hộ. Lúc về đánh tham nhũng thì toàn cứ bảo kê bao che. Gửi lên cơ quan chức năng nào nó cũng chạy đến, nó cứ chuyển đến cơ quan ủy ban viện kiểm sát nhân tôi cao 5 năm ở đấy rồi. Căn cứ ở điều 330 bộ luật tố tụng hình sự thì viện kiểm sát hết thẩm quyền rồi. Nhưng mà nó cứ chuyển về đấy. Lại phải đi lại nhớ mấy lần. Đây là một cái tình trạng chung của cái loan toàn xã hội và đất nước đấy các bạn. Vâng. Ông còn chính phủ có họp quốc hội làm sao, họp quốc hội làm sao mà phải giải quyết được cho dân, như họp quốc hội tốn tiền tỷ của nhân dân mỗi ngày mà không giải quyết được cái gì. Vâng, đấy. Hỏi đến bao che tham nhũng. Vâng. Nên là tôi đã đi ăn cướp chú dân. Hôm nay đi lộng sắc dân. Gửi cho ông đại biểu quốc hội ông Dương Trung Quốc là mới nhất được 2 tháng nay. Tôi lại gọi cho ông Dương Trung Quốc hôm nay hỏi bà người Lê Thị Nga chủ nhiệm ủy ban tư pháp có giải quyết được, giải quyết hay không giải quyết thì báo cho tôi được biết. Đấy, ông Dương Trung Quốc. Ông Đào Ngọc Dung đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa, bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Ông Ngọ Hiểu đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội, phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đấy, chứ tôi có phải là gửi đơn lại đến những người không có quyền có chức, gửi đến toàn những người có chức cả, gửi đến cho ông bộ trưởng Bộ Công an này, ông Tô Lâm này, giao cho thanh tra Bộ Công an giải quyết. Bộ Công an lại thanh tra Bộ Công an lại chuyển đến ủy ban tư đến viện kiểm sát nhân dân tối cao. Bây giờ tôi đến đấy nhiều lần rồi nhưng mà cứ lấy công an sức ép là không cho tôi vào được tiếp, vào đưa lên lãnh đạo để tiếp để giải quyết. Thế nên rất bức xúc. Đấy, ngay công an còn bảo vệ, ngay tôi gửi lên ông Tô Lâm chuyển cho thanh tra Bộ Công an lại cứ và dùng thiếu tướng cứ chuyển cho viện kiểm sát nhân dân. Vâng, đây là một cái xe là chiến lợi phẩm của các công an, đã chiến lợi phẩm, đã thu hồi một chiến lợi phẩm, một xe ô tô đồ đạc của dân oan ạ. Đây là các chiến sĩ công an nhân dân của chúng ta đã thu hồi một xe ô tô chiến lợi phẩm của nhân dân dân oan ở vỉa hè Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, Hà Nội. Vâng, đây là các bà đang bị mất nhà mất tài sản ra lòng lề đường cũng bị mất hết, mất cả lều bạt. Vâng, thế thì các chị hãy cho biết là cái việc ngày hôm nay anh Ngọc bị bắt là có bị oan sai không ạ? Quá oan luôn. Oan rồi. Là ông Trần Ngọc là ông này anh Ninh Bình. Thôi là ông đã chính quyền cướp đất cướp nhà của ông, là khi mà cướp rồi bắt ông ở tù 11 năm. Khi ông ra tù không các cái giấy về nhân ông, tôi được biết nhân ông chúng tôi bắt họp được biết là ngày hôm nay ông ra ăn tá tóc chỗ này. Tại sao có đưa công an đón áp lực bắt ông Trần Ngọc? Ông đang chè củi bằng con dao đúng không? Ông đang cái dao ông đang chè củi. Với chúng tôi là không có, là hiện tại là trên hiện trường. Ông đang chè củi để vào nó cơm. Tất cả mọi người đều là chứng kiến ông đang chè củi. Đúng rồi, ông đang chè củi. Ông đang đang chè củi. Hay bắt con ông. Thì tất nhiên ông càng ông xong càng ông càng nghe, mà khi ông càng ông quyết cầm cái dao luôn, chắc không phải là cầm cái dao đấy. Mà hai người. Thế là mà bắt công an không có ông. Thì bao nhiêu công an khoảng 10 giờ chục công an mới đi bắt con gái của ông. Thì nó xô con gái của ông vô cái đống đồ nát. Đấy. Thì tất nhiên ông Ngọc ông cầm cái dao cả quyết. Con và cả cháu của ông ấy xô con cái cháu thì ông quyết ông cầm
cái dao, ông không tháo cái dao ở đâu trong sở trong người. Vâng. Ông cầm cái dao ông không vào ông lại. Vâng. Chứ không có, vâng, ông không có cầm dao mà đi hai người. Vâng. Đấy, đúng rồi. Đấy. Chị ơi. Cháu là dân Oan, cháu là dân Oan. Vâng. Thế các chị có chứng kiến là anh Ngọc đang trẻ củi không ạ? Đúng ạ. Anh Ngọc đang chạy củi, họ nó bắt anh Ngọc. Vâng. Anh Ngọc đang chạy củi, con thấy con gái ngã xuống một cái là anh ấy đứng dậy, anh cầm con dao đứng dậy là tay đang chạy củi chứ không phải làm gì ai. Vâng. Đấy, là tôi biết là chính chống người thi hành công vụ đúng, vâng, không? Đúng anh rồi. Đang chạy củi và họ đã bắt con gái của anh ấy thì anh ấy nói ấy tôi vợ tu đây là ấy xuống là hai chị em cùng ngã xuống cái bệ giường của nhà ông ấy. Vâng. Là cả một đứa cháu nhỏ nữa. Vâng. Cả cháu này có mấy đã ngã xuống phải không ấy đã? Hai chị em đã ngã sấp mặt xuống với nhau và bắt đầu công an dìu vào là bắt ông Ngọc. Vâng, vâng. Tất cả mọi người đều chứng kiến là anh Ngọc đã bị công an bắt một cách vô cớ, phải không? Vâng. Anh ấy đang trẻ củi đã bị công an bắt rồi. Đây là bắt vô cớ. Người ta ngồi ta trẻ củi, người ta có vi phạm gì đâu. Vâng. Vi phạm có ngồi người ta lề đường thì nhắc nhở người ta chuyển đi nơi khác thôi, không thể bắt được người ta. Vâng, rất là cảm ơn bác. Công an rồi bắt em, con em đâu rồi? Xô xô ngã của hai mẹ con này xuống thì con này cô đẹp đen thì không đổi được em rồi. Sang chụp của em luôn. Công an mặc áo vàng mới, đánh thôi đây. Rơi quay hàm là áo đỏ. Liên Liên thì chị dám dũng cảm điều tra cái chúng tôi bác cứ gửi lên các kênh báo truyền hình là trách nhiệm của họ và là phải phản ánh đúng với lại thực tế những cái đơn thư của nhân dân gửi lên thì bác cứ gửi đơn lên những cái tòa báo đấy là theo cái luật báo chí là các báo chí là đều phải là phản ánh đúng với lại thực tế của nhân dân khi nhân dân có yêu cầu khi nhân dân có đơn gửi lên thế thì chúc bác sớm được giải quyết và chúc bác liên lạc được với lại những cái kênh truyền hình của nhà nước của đảng của chính phủ để mà giúp bác phản ánh lên cái vụ việc này. Vâng, vâng, xin cảm ơn bác. Cảm ơn chị nha, chúc chị. Xin chào bác ạ. Vâng, vâng. Giúp đỡ dân. Có gì ạ? Thế sao các chị đấy bảo là anh Thảo này mời mọi người vào nhà trọ ở nhưng mà lại cứ bảo vào đấy ở thôi không ai trả tiền cho thì khi công an đi ra khỏi nhà thì là người chủ nhà trọ lại đến đòi tiền của dân. Đây các cháu của bây giờ nhà trọ là chưa gia đình tôi không? Mở từ năm 2014 tới bây giờ. Thế bây giờ là thu hết đồ của nhân dân đây rồi thì có cho dân ở được đến bao giờ? Anh Thảo cho dân ở được đến bao giờ? Anh công an Thảo này cho dân ở được đến bao giờ? Đi đời, chúng tôi nằm đây ăn trực nằm chờ để trả đất trả nhà cho gia đình chúng tôi trả tài sản trực tiếp bây giờ. Ở đây chúng tôi không phải ra đây để vô nhà trọ mà nằm ăn trực nằm chờ đâu. Tại ơi, trả cho dân được bao nhiêu quyền đồng nai của gia đình tôi mà ra đây tụi tôi bị cướp nhà cướp đất cướp tài sản ra đây bị trung mương nữa. Là trả tiền nhà trọ cho dân thì trả được dân cho bao nhiêu ngày, bây giờ thu hết tài sản của dân thì trả cho dân được bao nhiêu ngày, nhưng mà đã mấy lần hứa hẹn cho dân vào nhà trọ nhưng mà cứ bảo cái này là hơi bị nhiều rồi. Tết cũng nói cho vô nhà trọ lấy 34 cũng vô nhà trọ một tay năm vô nhà trọ nhưng mà vô nhà trọ này có vô không ai trả tiền? Không ai trả tiền cho. Vâng, thế thì người dân lý do vì sao người ta phải ở nhà trọ, lý do là vì người ta không có tiền để ở nhà trọ, người ta mới phải ở nhà trọ, nhưng mà các anh này chỉ hứa hiu hứa vượn. Chỗ này bổ sung trước lắm sao chị coi nè, cái đường cống của tôi phải lấy lại nè. Vâng. Đây ở đây là cái đường cống các bạn ạ. Đây đường cống dài đằng đó luôn. Rồi đây là đây. Đấy cống là nước chảy. Dài đây 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 đây. Thì người dân người ta phải ở ngay trên cái đường rãnh nước thải này. Đây. Đây. Đây là cái rãnh nước thải của cái cả một cái khu phố này chảy ra đây. Đây. Đấy, đi đó đây. Đây. Đây rất là hôi thối thế này. Đây. Thì có cái đường này. Như vậy tôi sống ở đây là ăn muối không bạn không? Đấy. Nước cái chỗ này ở ta này các bạn chỗ này là người ta và cửa nhà người ta dồn ra đây để cho xe rác chở xe rác không chở. Vâng. Chúng tôi phải kéo đất vô để xong người ta nói chúng tôi ở mà ở bạn. Vâng, vâng. Chứ cái này xe cổ đâu chúng tôi chở về đây cái sao mà họ lại không chở hết cái này đi vậy, họ phải chở hết cái đống này đi chứ. Đấy thế thôi nhá, thế xin chào bà con, xin chào các bạn. Đi đến đâu dân oan đi đến đâu thì công an đi theo đến đấy, công an đi theo đến đấy, nhưng mà chẳng thể giải quyết gì được cho dân cả, chỉ có đi theo để mà trấn áp cho dân thôi.
bây giờ là đường thông hè thoáng. Vâng, đẹp bộ mặt của Quốc hội rồi. Đấy, đẹp bộ mặt của Quốc hội rồi. Đấy, Quốc hội cứ họp đi. Đây là đường thông